Ngày 14 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 30 tháng 2 năm Tân Sửu, quý hành giả đã trở về chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu Nikaya lần thứ 5 dưới sự hướng dẫn từ Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì Linh Quy Pháp Ấn, diễn ra tại lầu 1 tòa nhà Pháp Luân. Trước khi bước vào thời Pháp Thoại, các hành giả đã thực hiện nghi thức thiền tâm hiền. Sau đó, đại chúng cùng lắng nghe bài pháp thoại từ Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn. Giữ những cái cảm giác thương hay là ghét. Mình giữ những cái cảm giác tức giận ai đó thì mình đau khổ không quý vị? Mình bực bội không? Mình nóng bức không? Mình dễ chịu không? Khi mà mình giữ một cái cảm giác giận người nào, tức người nào, hận người nào, thù người nào thì cái đó làm cho mình đau khổ thôi. Cho nên hãy tu tập cái tâm xả, chánh niệm tỉnh giác thường trú trong cái tâm buông xả, buông xả các cảm thọ. Đừng có nắm giữ các cảm thọ, dầu cho cái cảm thọ đó là cảm thọ vui hay cái cảm thọ đó là cảm thọ khổ. Hãy tập sự buông xả đối với các cái cảm giác. Tại mình càng nắm giữ cái cảm giác nhiều chừng nào thì mình càng bị trói buộc nhiều chừng đó. Mình càng nắm giữ cái cảm xúc nhiều chừng nào thì mình càng bị hệ lụy với cái cảm xúc đó chừng đó. Cho nên chánh niệm tỉnh giác trú xả. Tại sao? Hãy nhìn lại đi, cái đống đất mấy chục ký này, 70% nước ở trong này, hơi ấm lửa ở trong này, gió động chuyển ở trong này, mà chỉ cần mình thở một cái khí như vậy rồi cái tay mình buông xuống thì lúc đó là sao? Thân này là thân của ai? Chúng ta thấy không? Chỉ cần thở một cái khì ra thôi, phong đại đi trước, cái đó là tới gì? Tới quả đại, là lạnh ngắt, không còn hơi ấm nữa. Rồi cái đó tới đại gì? Nó rỉ chảy ra thị đại, nứt chảy ra, phình trương lên, nứt chảy ra, máu mủ chảy ra, phân hủy. Và sau đó là cái gì? Địa đại, dòi tửa bắt đầu ăn. Lần, da cũng không còn, lòi ra một cái bộ xương trắng. Và bộ xương đó 5 tháng cũng tiêu tan, cũng rời rạc, cũng rỉu rã, cũng mục nát. Và cuối cùng bộ xương nó trở thành cát bụi, hòa vào hư không. Là thành quả của tham sân si 70 năm đó. Đó là kết quả của hơn thua tranh đấu suốt một cuộc đời đó. Đó là thành tích của cái bản ngã to tướng đó. Thương cho mình không quý vị? Thương cho mình không? Tập thương mình thật là nhiều đi quý vị ơi. Thương cho cái vô minh này, thương cho cái tham ái này, thương cho cái si mê si ám này, thương cho cái tham dục sân hận này. Thương, thật là thương. Thương cái vô minh, thương sự chấp thủ, thương sự tham ái ở trong si ám này, tạo ra bao nhiêu những thứ ác nghiệp mà không biết rằng đây là đất nước gió lửa.
Qua bài kinh Giáo Giới La Hầu La, Đại Đức đã hướng dẫn đến đại chúng thực tập thiền quán nhận diện nơi thân thể. Đồng thời, chúng ta hãy chánh niệm tỉnh giác về những cảm xúc vui buồn, thương ghét khiến mình đau khổ. Càng lệ thuộc thì càng trói buộc. Đời sống ngắn ngủi, con người mong manh, bé nhỏ. Chúng ta hãy tập thương mình, đừng vì tham chấp vào điều gì mà tạo nghiệp. Chiều cùng ngày, sau thiền tâm hiền là thời hướng dẫn pháp hành và trình pháp xoay quanh vấn đề tu học. Cuối ngày, đại chúng cùng nhau đảnh lễ đức hạnh Ngài Xá Lợi Phất và hồi hướng.